Chú ý xem, trong video chú chó đang nằm trong góc tường với cái bụng to. Tuy nhiên cái bụng phệ của nó không phải là mang thai. Vậy rốt cuộc là gì? Ngay bây giờ, cô gái này đã phát hiện ra chú chó có bụng lớn. Chú chó lang thang đi dạo trên đường lớn. Cô ấy lập tức xuống xe đến trước mặt chú chó, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cô ấy nghe người dân ở gần đó kể, chú chó đáng thương này vốn dĩ có chủ, nhưng khi chủ nó chuyển nhà, lại vứt bỏ nó ở đây. Nó thường lang thang trên phố, chỉ có thể ăn rác cho đỡ đói, dẫn đến phần bụng bị ứ động, bụng to lên từng ngày. Chú chó trung thành, mỗi ngày đều canh giữ ngôi nhà mà người chủ từng ở, không chịu rời đi, cho dù bị bệnh hành hạ không chịu nổi. Nhưng chú chó ngây thơ vẫn cho rằng chủ nhân chỉ là đi du ngoạn thôi, không biết bản thân đã bị người chủ nhẫn tâm vứt bỏ ở nơi này. Cô gái lương thiện nhìn thấy tình hình trước mắt, vô cùng đau lòng, đồng thời cũng cảm động trước sự trung thành của chú chó. Cô ấy lập tức gọi bạn bè đến giúp đỡ, chuẩn bị đưa nó đến bệnh viện thú y để điều trị. Khi chuẩn bị mang chú chó đi, chú chó đã quay đầu lại nhìn nhà của chủ nhân, trong mắt bày tỏ đầy sự miễn cưỡng. Chú chó thật trung thành. Chú chó được bế lên xe, xe rất nhanh đã đến bệnh viện thú y. Qua kiểm tra phát hiện, bụng của chú chó đã bị ứ động nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu lúc này bạn có không tính toán, hãy gửi trái tim cho cô gái tốt bụng này, để lại một câu chúc người tốt một đời bình an, truyền tải tình yêu này. Nhân viên lập tức cạo lông và sát trùng cho chú chó. Một uống dẫn được đưa vào phần bụng của chú chó, chất lỏng trong bụng cùng với áp lực của bác sĩ đi ra ngoài cơ thể. Không lâu sau, máu loãng chảy đầy một chậu lớn. Sau một thời gian quan sát, chú chó cuối cùng cũng hồi phục. Cô gái lương thiện cũng quyết định nhận nuôi nó và hứa sẽ không để nó bị tổn thương nữa. Chó luôn là người bạn tốt nhất của con người, cũng là người đồng hành trung thành của con người. Hãy đối xử tốt với nó, nếu không yêu xin đừng làm tổn thương nó. Ở tập trước chúng ta đã nói về một chàng trai không mang đủ thức ăn khi cho mèo hoang ăn. Hôm nay chàng trai mang theo 3 hộp thức ăn để cho chúng ăn. Nhưng khi chàng trai này tới đây, đột nhiên xuất hiện thêm vài con mèo hoang. Có lẽ là danh tiếng của chàng trai đã bị mèo hoang ngày hôm qua truyền đi, nên khi chúng ngửi thấy mùi của chàng trai, liền nhao nhao chạy tới. Chúng biết hôm nay sẽ không phải đói bụng nữa, rốt cuộc thì chúng cũng có thể có một bữa ăn no vào mùa đông. Đối với mèo hoang, một bữa ăn thịnh soạn vào mùa đông là một điều vô cùng hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai này gặp những chú mèo dễ thương này. Chàng trai nhiệt tình muốn cưng nựng con mèo, nhưng chú mèo con này vẫn cảnh giác với anh ấy. Rốt cuộc tôi cũng chưa đưa ra bất cứ lợi ích gì. Tất nhiên là những chú mèo con không muốn cho tôi vuốt ve. Nhưng chú mèo cam này rất thông minh, nó chủ động làm những hành động quyến rũ và đáng yêu với chàng trai. Trái tim của chàng trai ngay lập tức bị sự đáng yêu này tấn công. Nhanh chóng mang đồ ăn ra chiêu đãi nó. Đúng như dự đoán, những đứa trẻ có thể cư xử như một đứa trẻ hư hỏng rất được yêu thích. Chú mèo đen bên cạnh cũng bắt đầu ăn ké. Những con mèo lang thang khác cũng tiến đến. Chàng trai lập tức lấy ra hộp thức ăn thứ hai. Lúc này có 4 chú mèo con tụ tập xung quanh và ngửi mùi thức ăn. Tất cả những con mèo lang thang đều bị thu hút. Thậm chí chú mèo đen ngày hôm qua cũng tới, nhưng hôm nay anh chỉ mang theo 3 hộp thức ăn. Chàng trai nghĩ rằng chỉ có 4 con mèo con như ngày hôm qua, không ngờ hôm nay lại có nhiều mèo đến như thế. Những con mèo này thật đáng thương, tất cả chúng đều bị những người chủ bỏ rơi bên ngoài. Họ chỉ để mèo con tự lo liệu. Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người nuôi mèo nhưng lại không phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng. Những người chủ này thật đáng ghét. Mọi người định trừng phạt những người chủ đáng ghét này như thế nào? Hãy viết nó vào lời bình luận. Chú mèo đen biết là không còn chỗ cho mình nữa, chỉ ngồi đó đợi những chú mèo khác ăn xong. Còn có một con vàng và một con đen đều ngoan ngoãn ngồi một bên. Mèo đen không chịu được nữa, lấy hết can đảm để đi qua và ăn một ít đồ ăn. May mắn thay, những chú mèo khác không xua đuổi nó. Có thể họ là những đứa trẻ đã sống sót qua cơn mưa, và chúng đều biết không dễ dàng gì để có được một bữa ăn ngon bên ngoài. Đó là lý do tại sao chúng không bài xích chú mèo đen kia. Nhưng con mèo vàng lại hơi nhút nhát, chưa bao giờ có đủ can đảm để tiến tới. Nó chỉ dám nhìn từ xa, nhưng cơ bản là mấy chú mèo này đã ăn hết thức ăn. Chàng trai trong lòng cũng rất áy náy, nếu biết thế thì mang thêm thức ăn đến đây là được rồi. Chỉ trong chốc lát, lũ mèo đã ăn hết thức ăn. Sau khi ăn no, chúng dẫn chàng trai đến chỗ ẩn náu của chúng. Chúng sống trong một ngôi nhà nhỏ có hàng rào sắt, điều này giúp chúng không bị ngược đãi. Những chú mèo nói cho chàng trai biết nơi ẩn náu của chúng, điều đó có nghĩa là những chú mèo rất tin tưởng chàng trai. Những đứa trẻ này sống sót thật không dễ dàng gì. Chàng trai quay trở về, phát hiện chú mèo vàng không còn gì để ăn, chỉ có thể tự nhắc mang thêm thức ăn cho chúng vào ngày mai. Ở đây nhắc nhở mọi người, xin đừng bỏ rơi thú cưng của bạn. Nếu đã quyết định nuôi chúng thì phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng, và xin đừng làm hại chúng, bởi vì cuộc sống của những chú mèo con không hề dễ dàng. Nếu bị ngược đãi lần nữa thì chẳng khác nào đẩy chúng vào bước đường cùng. Mặc dù không phải ai trong chúng ta có thể làm được như chàng trai này, nhưng có một điều chúng ta có thể làm. Nếu bạn không yêu thương chúng cũng xin đừng làm tổn thương chúng. Con mèo nhỏ này không chỉ phải trải qua những cơn đau về thể xác, mà còn bị người ta lạnh lùng bỏ lại trên đường. Ngày hôm nay, chàng trai khi đang trên đường đi làm về đã vô tình nhìn thấy chú mèo này. Khi chàng trai đến gần, mèo con rất sợ hãi và cố gắng hết sức để đứng dậy chạy trốn, bởi vì nó sợ rằng sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng hình như chú mèo bị thương rất nghiêm trọng, cho nên chưa đi được mấy bước thì đã lại ngã xuống đất. Chàng trai đưa tay ôm lấy chú mèo con, nhưng mèo con đã chạy thoát. Lúc này mèo con đang buồn bã khóc lóc, giống như một đứa trẻ lạc mẹ. Nhưng chàng trai cố gắng quan sát xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng mẹ nó đâu. Mèo con còn nhỏ đã bị thương nặng như vậy, liệu mèo mẹ có phải đã hy sinh để bảo vệ con mình? Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho mèo mẹ bình an vô sự. Nhìn bộ dạng đau khổ của mèo con, chàng trai cũng vô cùng đau lòng, vì bản thân anh cũng nuôi một con mèo. Anh ấy không đành lòng nhìn mèo con bị ngược đãi như vậy. Chàng trai bế mèo con lên, nhưng trong lòng mèo con rất sợ hãi, chân run rẩy không ngừng. Tại sao lại có người nhẫn tâm như vậy, làm tổn thương mèo con đến mức này? Mèo con chỉ muốn sống tốt, có gì sai sao? Chẳng lẽ mạng sống của mèo hoang có thể tùy ý chà đạp sao? Lúc này, mong các bạn cùng chúc cho mèo con mau hồi phục. Hãy viết nó dưới phần bình luận. Chàng trai lập tức mang mèo con về nhà, anh tìm một chiếc túi và cho mèo con vào trong. Chàng trai bế mèo con lên xe. Sau 20 phút di chuyển, chàng trai cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Lúc này mèo con vẫn sợ hãi cuộn tròn trong túi. Khi chàng trai mở cửa nhà, tất cả mèo con trong nhà đều chạy đến chào đón anh về nhà. Trong nhà có một con mèo mẹ, nó sinh được 4 chú mèo con. Khi chàng trai thấy lũ mèo con không có phản ứng gì, liền ôm con mèo nhỏ trong túi ra và đặt trên chăn. Những chú mèo con trong nhà cũng đến xem người bạn mới. Lúc này mèo con vẫn chìm đắm trong đau khổ, nó không biết mẹ nó bây giờ ra sao, liệu có an toàn không. Chàng trai vuốt ve an ủi mèo con, nói với nó mọi chuyện sẽ ổn thôi, từ nay về sau sẽ không còn ai làm hại nó nữa, từ giờ anh ấy sẽ là chủ nhân của nó. Mèo con nghe lời của chàng trai, lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Chàng trai bên cạnh, mèo con nhanh chóng đi vào mộng đẹp. Có lẽ mèo con cũng nhận ra rằng chàng trai sẽ bảo vệ nó, cho nên mới có thể ngủ ngon như vậy. Chúng tôi cũng chúc mèo con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Mong mọi người đừng làm hại những con vật lang thang vô tội. Cuộc sống của chúng vốn không hề dễ dàng, xin đừng dồn chúng vào đường cùng nữa. Nếu bạn không yêu cũng xin đừng làm tổn thương chúng. Chú mèo hoang nhỏ này, bởi vì đi tìm đồ ăn nên đã không may bị lon sắt chụp vào đầu. Theo lời kể của người phụ nữ này, cô ấy thường nuôi mèo hoang gần đó. Ngày nào chúng cũng đến trước cửa của người phụ nữ để xin đồ ăn. Hôm đó khi cô không có ở nhà, mèo con vì quá đói nên đã tự đi kiếm đồ ăn. Nhưng thật không may là mèo con đã bị mắc kẹt bởi cái lon sắt. Cho đến mấy ngày hôm sau, người phụ nữ mới phát hiện ra có một chú mèo đã bị mắc cái lon sắt trên đầu. Người phụ nữ tốt bụng cố gắng tiếp cận nó, và khi nghe thấy tiếng bước chân, nó liền hoảng sợ mà bỏ chạy. Người phụ nữ dẫn đường cho nhân viên cứu hộ đến nơi những chú mèo hoang ở. Lúc này con mèo hoang sợ hãi, theo thói quen chạy đến đây. Có thể thấy nó vẫn còn sợ hãi. Một con mèo khác đi ngang qua nó, con mèo nhỏ này quay đầu nhìn thấy nó và ngay lập tức bị cái lon trên đầu của mèo con dọa cho sợ hãi, đôi mắt to tròn tràn ngập nghi hoặc cùng hoảng sợ, như thể đang tự hỏi đây rốt cuộc là thứ kỳ lạ gì vậy. Ở một góc khác thì có thể thấy một cái đầu mèo ở trong lon. May mắn thay, nó không bị bít kín mà lại có một khe hở đủ để nó có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài. Trông nó có vẻ khó chịu. Chiếc lon trên đầu khiến nó bị đồng loại bài xích, có thể nhìn thấy ánh mắt của nó qua khe hở của cái lon. Bất lực và sợ hãi đến đây, mong các bạn hãy tiếp thêm động lực cho chú mèo này. Ủng hộ thì hãy để lại dưới bình luận. Ông chú không thể chịu đựng được khi chứng kiến sự đau khổ của nó, liền nhanh chóng lấy ra một tấm lưới. Ông ấy muốn bắt nó lại, giúp nó tháo cái lon ra. Nhưng chú mèo con bởi vì sợ hãi nên càng trốn kỹ hơn. Ông chú nói rằng vì chiếc lon này mà mèo con đã nhiều ngày không được ăn uống. Nhân viên cứu hộ đặt một ít thức ăn trên mặt đất. Chú mèo con đói bụng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhanh chóng chạy tới. Nó không ngừng giãy giụa muốn ăn thức ăn trên mặt đất, nhưng dù nó có cố gắng thế nào thì cũng vô ích. Nó bắt đầu dùng chân cố gắng nhét thức ăn vào lon. Sau một hồi vùng vẫy, nó vẫn không ăn được miếng nào. Lại chuẩn bị cho nó một chút đồ dễ ăn hơn, nhưng cái lon trên đầu nó lại đẩy thức ăn ra khỏi miệng nó. Nó tuyệt vọng thè lưỡi ra liếm, nhưng thức ăn luôn bị cái bình đẩy ra xa. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng nó cũng ăn được một ít thức ăn. Thấy nó cuối cùng cũng ăn được, người phụ nữ tốt bụng rất vui mừng. Để cứu nó, đội cứu hộ đã giăng lồng. Chờ đợi rất lâu, cuối cùng nó cũng bước ra. Cẩn thận bước vào lồng, chú mèo con đã đói đến mức dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn bước vào. Nhưng khi nhận ra mình đã ở trong lồng và không thể thoát ra, nó vô cùng sợ hãi, ra sức vùng vẫy trong lồng. Chiếc lon trên đầu nó đập vào lồng, phát ra âm thanh ồn ào. Vì vậy các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng bọc lồng lại để giúp chú mèo bình tĩnh lại. Sau khi đưa chú mèo đến bệnh viện, các bác sĩ đã cố gắng gỡ chiếc lon ra, nhưng nó bị kẹt quá chặt để có thể dùng lực kéo ra. Họ chỉ có thể dùng kéo và kìm để từ từ cắt cạnh lon. Bác sĩ cẩn thận kéo đầu nó ra, kiểm tra đầu của nó. Trên đầu mèo con có rất nhiều vết thương do ma sát lâu ngày, có thể là do nó cố gắng muốn thoát khỏi cái lon. Vì mèo con bị mắc kẹt trong cái lon trong một thời gian dài, khó mở được miệng, răng của nó đâm thật sâu vào môi dưới. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị khẩn cấp và tiến hành vệ sinh cho nó. Trong lồng ấp nó có vẻ hơi thận trọng, nhưng cái lon trên đầu đã được gỡ bỏ, cuối cùng nó cũng được tự do ăn uống. Bác sĩ nhặt cái lon chụp vào đầu nó lên và nói với chúng tôi. Vì để cố gắng kiếm đồ ăn, nên mèo con đã bị chiếc lon mắc vào đầu, vì có vết xước trên tai nó, do miệng của cái lon gây ra. Hơn nữa, lon sắt thông thường chỉ mở một đầu, nhưng cái lon này mở cả hai đầu. Theo phân tích của bác sĩ, lời của người phụ nữ tốt bụng đã được kiểm chứng. Đối với những động vật lang thang này, những tổn thương mà chúng phải chịu đựng là vô cùng lớn. May mắn là nó đã gặp được người phụ nữ tốt bụng này quan tâm đến nó. Nhưng còn có nhiều động vật lang thang đang bị ngược đãi hơn. Nếu bạn yêu thích câu chuyện này thì đừng quên chia sẻ cùng bạn bè của mình nhé. Và chúng tôi sẽ luôn ở đây sẵn sàng cứu giúp những sinh vật gặp khó khăn. Và cuối cùng, đừng quên theo dõi tôi và cùng nhau bảo vệ chúng nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.